Bữa nay mình ghé bệnh viện Hóc Môn mà vào giờ trưa nghỉ rồi, thì ăn cơm gà suối mỡ ở quán đối diện bệnh viện á, rất chi là ngon mọi người ạ. Đây là giá của thực đơn ha. Đây là dĩa cơm này, cơm khách hàng ăn hết rồi, hiện tại mình đang ăn này, rất ngon. Một cái đùi gà, cơm không biết họ nấu bằng cái gì, có màu vàng, mấy cọng dưa, dưa muối rất chi là tuyệt vời, mình rất thích ăn. Cơm thì có màu vàng, cơm khô rời, hay là mình đói bụng bên này. Thịt gà mềm vừa, không ướp nên bên trong vừa, không bở, dai vừa phải, da gà giòn, đùi gà mới chiên xong đấy mọi người. Quán rất nhỏ nhưng mà sạch sẽ gọn gàng. Ai mà tới bệnh viện Hóc Môn mình muốn ăn cơm thì hãy vào quán cơm gà Hùng Ký, có rất nhiều món, sườn cơm gà đậu hũ trứng. Thái độ phục vụ của những người bán hàng ở đây cũng rất niềm nở. Rồi, mời các bạn cùng ăn cơm nhé.